trúng đấu giá quyền sử dụng đất nhưng không được chỉnh lý sang tên. Công tác xây dựng các tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang được chú trọng. Lực lượng vũ trang tỉnh luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh. Tập huấn quản lý và phát triển thương mại miền núi vùng sâu vùng xa. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tôn vinh 22 mẹ đỡ đầu Gia Lai giành giải nhất toàn đoàn giải vô địch kết bốc sinh miền Trung Tây Nguyên. Pleiku có 4.224 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Hai cậu cháu tổ chức đánh bạc lạnh án. Xin kính chào quý vị, quý vị đang xem bản tin 24 giờ thứ năm ngày 29 tháng 6 năm 2023 được phát sóng vào lúc 19h30 phút trên Báo Gia Lai điện tử và sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, sau khi trúng đấu giá hợp pháp các tài sản mà chi cục thi hành án dân sự huyện Gia Cửa Rai, tỉnh Gia Lai kê biên gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, ông Nguyễn Văn An, trú tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, đã hoàn tất các thủ tục đề nghị chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Gia Cửa Rai, chỉnh lý sang tên, Tuy nhiên, đơn vị này trả lại hồ sơ với lý do còn nhiều vướng mắc trong việc phân chia tài sản đấu giá, vì vậy ông An đã gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan. Theo đơn khiếu nại của ông An ngày 24 tháng 2 năm 2022, ông tham gia đấu giá và trúng hợp pháp các tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Gửa Rai kê biên tài sản thế chấp của ông Ngô Thiện Trụ, bà Hoàng Thị Loan, tổ 2 thị trấn Gia Kha, huyện Gia Gửa Rai. Cụ thể, tài sản thứ nhất là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất số 06, nay là thửa đất số 86, tờ bản đồ 42, nay là tờ bản đồ 33, diện tích 10.038m2, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 632507 do Ủy ban nhân dân huyện Gia Rai cấp ngày 8 tháng 3 năm 2006 mang tên ông Ngô Thiện Trụ, bà Hoàng Thị Loan Tài sản thứ hai là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 930209 do Ủy ban nhân dân huyện Gia Rai cấp ngày 9 tháng 9 năm 1999 với 3 thửa đất gồm thửa đất số 13, thửa đất số 20 và thửa đất số 25 thuộc tờ bản đồ 42 diện tích 31.073 m2. Sau khi được giao tài sản, ông An đã hoàn tất thủ tục đề nghị chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Gia Cửa Rai chỉnh lý sang tên. Tuy nhiên, ngày 25 tháng 7 năm 2012, đơn vị này đã có công văn số 382 với nội dung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 930209 và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 632507 được Ủy ban nhân dân huyện Gia Cửa Rai cấp mang tên hộ ông bà Ngô Thiện Trụ Hoàng Thị Loan, tuy nhiên, tại thời điểm năm 2006, hộ ông Trụ bà Loan chưa thực hiện phân chia tài sản chung các thành viên trong hộ gia đình cũng như chưa có văn bản thể hiện các thành viên trong gia đình đồng ý chuyển quyền sử dụng đất. Vì vậy, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện đã chuyển hồ sơ lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện gia, gia Rai để thông báo cho chủ sử dụng đất được biết. Cụ thể trong công văn số 1003 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Grai nêu rõ, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Grai xác định đây là tài sản thuộc quyền sở hữu chung của vợ chồng ông Trụ bà Loan chứ không phải tài sản thuộc hộ gia đình. Tại trang 4 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có những thay đổi về người sử dụng đất là ông Trụ cùng vợ là bà Loan và tòa án nhân dân huyện Gia Grai xác định tài sản nêu trên của ông Trụ bà Loan phù hợp với nội dung thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo công văn số 70 ngày 17 tháng 2 năm 2012. Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Lan, phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Giang Rai thông tin. Sau khi tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ mua bán trúng đấu giá quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn An, thì đơn vị xác định thời điểm năm 1999, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Ngô Thiện Trụ, bà Hoàng Thị Loan được cấp theo hộ gia đình đến năm 2016. Khi tiến hành đến chính, hộ ông Trụ, bà Loan không làm văn bản phân chia tài sản cho các thành viên trong gia đình tại văn phòng công chứng có thẩm quyền để chứng thực theo điều kiện. Thay vào đó, ông trụ bà Loan chỉ là một tờ cam kết giữa các thành viên trong gia đình để các tài sản này mang tên ông trụ bà Loan. Tiếp đó, ngày 3 tháng 6 năm 2016, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Gia Cửa Rai đã căn cứ vào giấy tờ đó để đăng ký nội dung biến động. Người sử dụng đất là ông Ngô Thiện Trụ, Hoàng Thị Loan. Chính vì vậy khi bán đấu giá liên quan đến tài sản trên đã xảy ra kiện tụng của thành viên trong gia đình, đồng thời Thời điểm đó, do xác định thông tin sai dẫn đến kết quả về sau cứ ngầm hiểu là tài sản đó của ông Trù Bà Loan. Ông Đào Trọng Giáp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai cho biết, quá trình kê biên đấu giá tài sản của hộ ông Ngô Thiện Trụ, bà Hoàng Thị Loan, cơ quan thi hành án dân sự tuân thủ theo các quy định của pháp luật và căn cứ trên các giấy tờ pháp lý thực tế của tài sản. Ngoài ra, quá trình kê biên đấu giá tài sản cũng có sự tham gia của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Gia Rai. Ông Nguyễn Văn An đã trúng đấu giá hợp pháp các tài sản và hoàn tất các thủ tục liên quan, nhưng đến nay, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Gia Rai không thực hiện thủ tục đăng ký chuyển quyền sử dụng đất cho người mua trúng đấu giá, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và cơ quan thi hành án dân sự. Đơn vị sẽ tiếp tục làm việc với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Gia Lai để nhanh chóng giải quyết vụ việc. Ngày 28 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác quốc phòng quân sự địa phương 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sau tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt và lãnh đạo các sở ngành địa phương đơn vị phát biểu kết luận hội nghị đại tá lê kim dâu đề nghị các địa phương cần thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý quốc phòng việc quy hoạch thao trường huấn luyện quy hoạch trụ sở ban chỉ huy quân sự huyện cũng còn khó khăn nhiều đơn vị xa trung tâm nên các địa phương cần quan tâm đến vấn đề này đồng thời các địa phương cần chuẩn bị tốt công tác quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ tới vấn đề xây dựng sửa chữa nhà làm việc của ban chỉ huy quân sự xã cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai quản lý chặt chẽ các công cụ hỗ trợ trang phục làm nhiệm vụ đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh hoàn chỉnh các kế hoạch b của các sở ngành từ nay đến cuối năm, đề nghị lãnh đạo các sở ngành địa phương cải thiện những hạn chế cố gắng đến cuối năm, không có đơn vị nào không hoàn thành nhiệm vụ. Sáng nay ngày 29 tháng 6 tại thành phố Pleiku, Cô, Sở Công Thương Gia Lai phối hợp với vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thương mại Bộ Công Thương, tập huấn bồi dưỡng kỹ năng kiến thức, phổ biến pháp luật về quản lý và phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng thời tăng cường kết nối hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Tại lớp tập huấn, các đại biểu đại diện cho một số sở ngành liên quan, phòng kinh tế, phòng kinh tế hạ tầng, ban quản lý chợ trên địa bàn các huyện, thị xã thành phố, được giảng viên trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật trường đạt những quy định của một số văn bản pháp luật về chính sách phát triển thương mại, miền núi, vùng sau, vùng xa như hỗ trợ đăng ký, bảo hộ, chỉ dẫn địa lý và tên gọi xuất xứ đối với sản phẩm đặc trưng của địa phương, hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, mở rộng kênh phân phối hàng Việt Nam, phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng xây dựng phát triển hệ thống dịch vụ thương mại. Ngày 28 tháng 6 tại thành phố Pleiku, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình Tôn vinh mẹ đỡ đầu thấp sáng tương lai, phát động cuộc thi vệ tranh sắc màu bình yên nhân ngày gia đình Việt Nam. Hiện toàn tỉnh có hơn 3.700 trẻ mồ côi, trong đó có 319 trẻ, 23 trẻ mồ côi do Covid-19 được các cấp hội trực tiếp nhận đỡ đầu hoặc kết nối các tập thể cá nhân mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ các mẹ đỡ đầu dành sự quan tâm chăm sóc động viên tinh thần trước những bất mát to lớn mà trẻ một cô sớm phải gánh chịu tại buổi lễ bà Rơ trăm hờ hồng chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của chương trình mẹ đỡ đầu do hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ghi nhận những đóng góp của các cá nhân, các cấp hội phụ nữ đã đồng hành cùng chương trình, giúp trẻ mồ côi có một mái ấm mới từ sự yêu thương, tấm lòng ấm áp của người mẹ. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tôn Vinh biểu dương 22 mẹ đỡ đầu tiêu biểu và trao tặng cho 22 trẻ mồ côi vượt khó. Chiều ngày 28 tháng 6, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Tổng cục Thể dục Thể thao tiến hành trao thưởng cho các vận động viên xuất sắc nhất ở giải vô địch kickboxing miền Trung Tây Nguyên năm 2023. Theo đó, ban tổ chức đã trao 18 bộ huy chương cá nhân, tương ứng với 18 hạng cân, trong đó 8 hạng cân nữ và 10 hạng cân nam. Ở kết quả, toàn đoàn Gia Lai đã giành giải nhất với 6 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 6 huy chương đồng. Đoàn Nghệ An xếp thứ 2 với 6 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Thưa quý vị, trong hai ngày 27 và 28 tháng 8, Hội nông dân thành phố Pleiku tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 với sự tham gia của 168 đại biểu đại diện cho 11.869 hội viên nông dân toàn thành phố. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 29 người, bầu 15 đại biểu đi dự đại hội cấp trên, bà Nguyễn Thị Bích Vân, tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2023-2028. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Pleiku đã tặng giấy khen cho 7 tập thể 5 cá nhân, có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023. Ngày 28 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 bị cáo về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cụ thể, hai bị cáo gồm Phan Đình Trường, sinh năm 1984, 3 năm tù, Tăng Khắc Khanh, sinh năm 1999, cùng trú tại thị trấn Phu Túc, huyện Cờ Rông Ba, 1 năm tù, cùng về tội tổ chức đánh bạc các bị cáo còn lại gồm Bùi Tấn Hương, sinh năm 1976, trú tại huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, 18 tháng tù. Phạm Ngọc Thường, sinh năm 1986, trú tại huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, 14 tháng tù. Bùi Trung Kiên, sinh năm 1979, trú tại xã Chư Gô, huyện Cờ Rông Ba. Trương Văn Hiệu, sinh năm 1961, trú tại thị trấn Phú Túc và Trần Vĩnh Lập, sinh năm 1983, trú tại xã Phú Cần, huyện Cờ Rông Ba, cùng hình phạt cải tạo không giam giữ về tội đánh bạc. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin 24 giờ hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.